rồi, con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em nghĩ là chắc tối đây ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Chào hai em. Chú rể có vẻ luống cuống quá hả? Chú rể, em năm nay mấy tuổi? Dạ em nay em 21 tuổi ạ. 21 tuổi à? Dạ. Wow, quá trẻ. Còn cô dâu? Dạ em bằng tuổi chồng em. 21 tuổi. Đấy, hai bé 21 tuổi nó đã lấy nhau rồi. Sao mà lấy sớm thế hả trời? Giới thiệu cho anh cũng như là quý vị khán giả thì được biết là các em tên gì, công việc như thế nào? Dạ con chào cô Hồng Vân. Thôi bây giờ cứ kêu bằng chị với anh. Chị Hồng Vân. Trên đây là không có cô với chú. Toàn thể quý vị đang có mặt ở đây. Em tên là Trần Ngọc Thanh Thanh. Em sinh năm 97 và hiện tại đang làm diễn viên tự do. Rồi giờ chồng cũng làm diễn viên luôn nè. Nói đi. Không hả? Chào chị Hồng Chắc Vân và chú Phú Thuận khán giả. Em tên là Đặng Văn Khánh. Hôm nay em 21 tuổi. Em đang còn đi học và phụ giúp công việc gia đình. Rồi tình cảm của các em bắt đầu như thế nào? Hai đứa em học chung với nhau ở lớp đại học. Thì trong lớp em rất là quậy. Còn chồng em thì giống như là những cái người mà gà rồ đi học, bị ép đi học, vô lớp nào cũng cúi mặt xuống ngủ, giống thất tình lâu năm vậy đó. Nhưng mà hai đứa thì không để ý gì tới nhau, hai đứa cũng có quen bồ là 1.5 năm. Đó, thì sau khi chia tay thì em có bị bệnh, nằm ở trong bệnh viện. Thì lúc này chồng tự nhiên nhắn tin hỏi là ủa mày đang trong bệnh viện hả, bị bệnh gì vậy, có cần tao lên thăm không? Xong rồi em mới trả lời ủa tao đâu có thân với mày đâu, tỉ mày lên rồi thăm tao. Tao đâu thân mày đâu đó. Xong rồi cái hả chồng em mới kêu là không, để tao lên thăm mày, mày muốn ăn gì tao mua cho mày. Đó, xong rồi cái em mới kêu rồi vậy thôi cũng được. Xong rồi em mới kêu là tao muốn uống trà sữa với lại ăn chuối. Trời, thì em nghĩ là chắc mua 1-2 trái chuối vậy thôi, không ngờ mới mua một nải chuối xanh. Trời ơi. Xong để lên giường bệnh của em tưởng đâu chù em chết vậy đó. Trời ơi. Sau đó là khi mà em xuất viện là bắt đầu chồng em theo đuổi em hoài luôn. Có phải là em đã để ý cô Thanh Thanh này từ lâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đầu năm sinh viên năm 1 á, là vô hè là em đang ngồi trong lớp. Cái em thấy một bạn nữ bước vô mà nổi nhất luôn. Cái xì tai rất là đẹp. Cái em để ý lúc đó. Mà lúc đó em nghĩ là em không giới tới nổi đâu. Lúc đó là vợ em là diễn viên nhưng mà là có nổi tiếng không? Dạ vợ em thì cũng có nhiều người biết rồi. Hot face hả? Dạ, hot face. Trên Facebook thôi. Dạ. Sau khi mà về nhà rồi á, thì ngày nào cũng từ quận 7 chạy qua quận Bình Thạnh mua cháo này nọ cho em, qua nhà là dọn dẹp nhà cửa nhà này em này kia rồi xong rồi hả mua đồ ăn cho mẹ em. Nói chung là tạo ấn tượng rất là tốt. Nói chuyện nhau mới được 4 ngày chưa có tỏ tình chưa gì hết mà chồng ra đi xong nguyên chữ tờ buổi chà bá ở ngay đây rồi. Xong rồi đưa cho em coi, nó uống mày bị gì á, thằng này tâm thần á, tao xong mới nói chuyện có 4 ngày tự nhiên xong tên uống bị gì vậy. Xong rồi nó chưa hết, nói chuyện thêm 3 ngày nữa xong nguyên chữ Thanh Trần. Xong ở đây thêm một cái nữa, xong ở tay thêm một cái nữa, phía sau thêm một cái nữa. Tính ra tới giờ là tới 5 cái trên người luôn. Vậy thì mỗi lần cua em thì sao? Em đây nè, em anh yêu em nè. Vậy là sao? Không biết sao cái cách thể hiện nó kỳ cục lắm không? Anh không hiểu luôn là cái cách thể hiện để mà bày tỏ cái tình cảm của mình với cô Thanh Trần này, mỗi lần vậy thì là giặt ra cho coi hay sao? Dạ không, em tại vì em yêu quá là em cứ hết những cái kỷ niệm á là em cứ cho lên người. Tức là mỗi một cái chữ hình xăm đó nó tương ứng với một cái kỷ niệm nào đó, đúng không? Rồi xong đúng rồi không? Tới ngày quen là xăm ngày quen nhau, rồi cung của hai đứa là gì xăm lên. Đó xong rồi họ tên của em là bự chà bá sau lưng luôn. Rồi mẹ em có thấy cái hình xăm của em không? Không, mẹ em biết là hãnh diện mà em khoe. Đi khoe với mọi người nè, con tôi xăm tên vợ nó nè. Ồ, vậy đó hả, dễ thương quá. Xong rồi một thời gian sau khoảng cỡ 4 tháng là bắt đầu dẫn em về ra mắt ba mẹ bên đó. Thì gặp mẹ của chồng em á, thì mẹ em mới kêu là thôi giờ trễ rồi con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em mới nghĩ là chắc tối đây ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Làm sao là sai vậy? Là đúng rồi. Ủa xong kêu ngủ lại với cô, xong cuối cùng là ngủ chung với con trai cô luôn. Cái quan trọng là em có dạ không? Rồi dạ luôn rồi, giờ đóng cửa rồi em ở trong đây luôn rồi, giờ em phải lên ngủ. Em dễ sai, dễ biểu quá hả? Ngoan quá sức luôn vậy. Xong rồi bữa sau mẹ chồng em mới gọi điện cho mẹ đẻ của em. Đó là thôi chị ơi, bây giờ em xin chị là cho con gái chị qua đây để em nuôi em chăm sóc luôn đi, qua đây ở luôn đi. Mẹ em có đồng ý không? Dạ đồng ý luôn. Trời ơi trời.
Sao từ em mà cho tới phụ huynh em cũng đều rất là dễ vậy? Dễ dãi quá. Bây giờ phải hỏi nè, lý do gì mà mẹ của em lại kêu bạn này ở lại? Tại vì trong thời gian mà em bắt đầu cua Thanh đó là gia đình Thanh có biến cố, gia đình hai ba mẹ hết tình cảm với nhau, ly dị á. Cái Thanh cứ áp lực nhiều. Tức là mẹ thương. Dạ, đúng. Mẹ thương, mẹ tội Thanh quá thôi, mẹ nói là Thanh ở lại luôn đúng không? Rồi sau đó rồi mới đề nghị thôi, mày để ta nuôi luôn đó. Rồi ở chung nhà, hai đứa còn quá trẻ như vậy thì có cái vui gì không? Gọi là... Như hai đứa nít mà gây lộn không? Dạ không, thì cũng chuyện gì tới nó cũng tới. Thì bình thường là mẹ chồng em chở em đi ngoài đường thì cũng hay dặn là trời ơi con là phải canh cái ngày an toàn nha. Xong rồi gặp chồng em, ngày nào cũng là ngày an toàn á, ngày nào cũng là ngày an toàn, có ngày an toàn mà em đâu sao đâu, đâu sao đâu, cuối cùng dính bầu. Đó. Mà lúc mà em với chồng em là nhận ra là hình như là có bầu rồi, xong rồi chồng em đâu có cho em đi đâu, không cho mua quay thử thai, không cho đi đâu hết trơn. Xong rồi tự âm thầm xuống nói với mẹ chồng em là hình như Thanh có bầu rồi mẹ. Xong rồi một buổi sáng thức dậy, mẹ chồng em cầm cái que thử thai lên, con thử trước mặt mẹ đi. Xong rồi cái khi mà em thử xong rồi thấy ra hai vạch, con đã sẵn sàng là mẹ chưa. Ồ, mẹ chồng tuyệt vời nhỉ. Tính ra là mẹ chồng em á là rất là hiện đại đúng không? Dạ, vậy thì rồi. Cho hỏi xíu nha, hai vợ chồng còn rất trẻ ở trong phòng vậy đó, rồi tụi tiêu tú tí vậy đó, có khi nào, bị mẹ phát hiện không? Dạ có. Một buổi sáng đấy, tự nhiên đòi pha nhau xong rồi hả, quên khóa cửa phòng cái tự nhiên mẹ mở cửa vô, hai con ăn gì không, xong thấy mẹ đóng cửa lại cái đùng vậy đó. Trời ơi. Cái là mẹ đi xuống dưới chân cầu thang á, bắt đầu định hình lại tinh thần được rồi á, mẹ lên nha con. Xong rồi đi được ba bước, mẹ đang lên đó nha. Mẹ gần tới rồi nha. Mẹ đang đứng trước cửa phòng nha. Mẹ vô á. Xong mở cửa ra, hai đứa ăn chuối vô. Dễ thương quá. Hai đứa mà lúc mà về ở chung thì chuyện gì tới sẽ tới, đúng không? Dạ. Có nghĩa là đó là cái đêm tân hôn, chứ không phải là cái đêm tân hôn là cái hôm mà sau khi cưới, đúng không? Không, đêm tân hôn thật ra nó... rất là mắc cười là tụi em rất là sợ ma. Thì đãi tiệc ở cái khách sạn đó, xong thì người ta có tặng một cái phòng tân hôn, xong rồi hai vợ chồng vô cái phòng đó, xong rồi kiểu như nhìn xung quanh thấy như là ghê quá, cái hành lang đi vô nó đã tối thui rồi, xong cái phòng kiểu lạ lẫm, hai đứa nhìn nhau ê sợ ma quá, thôi về đi, thôi về, hai đứa đi về luôn. Trời ơi. Hai đứa đi về nhà gặp ba mẹ chồng, thôi con về đây ngủ, con không có chồng đâu. Của em là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ là 6 tháng. Ở ông xã em có thật xấu gì? Dạ nhiều lắm đó, đây hồi giờ nhiều ơi là nhiều, không hết luôn. Đầu tiên là tính mà quá là nhây. Giống như là nhây những cái chuyện như là em đang bực bội khó chịu, xong rồi vợ ơi nha, vậy đó. Xong rồi cái em mới kêu thôi em đã khó chịu ra đi, xong rồi cứ nhây hoài. Tính em cả cọc rồi, em điên lắm, đánh chồng em đó, xong rồi đánh hoài à, ngày nào có chị nó đánh hết trơn rồi, xong rồi có lúc mà đánh dữ quá em đánh bầm mắt luôn. Trời ơi. Xong rồi cái chồng em cầm lộn điện thoại của em, nhắn vô trong cái tin nhắn, cái nhóm đó có em với hai chị họ của em nữa, nhắn lộn vô trong đó là chị ơi cứu em với, nó quýnh em bầm mắt rồi. Xong rồi hai chị em tưởng đâu là chồng em quýnh em. Xong chạy tức tốc qua nhà em cầm nó bảo hiểm rồi, xong mày dám quýnh em tao. Trời ơi. Ủa mà bộ hai đứa xài điện thoại chung với nhau hay sao? Cả hai điện thoại nhìn giống nhau cái cầm lộn, xong nhắn vô trong đó rồi mấy chị em tới, xong mới thấy là chồng em nằm ôm con mắt vậy nè. Ôi tội nghiệp nhỏ quá, hèn gì mà lớn không nổi. Tại vì nhây đó đúng không? Cái tật nhây quá đúng không? Còn cái thứ hai đó là ở dơ. Ở quá trời dơ, sau cái lúc mới quen nhau lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, tới khi mà về ở chung với nhau 3 ngày không tắm, tối không bao giờ đánh răng. Đó là cái lý do sâu xa, là mỗi lần giống như là lại gần em, vợ ơi bỏ qua cho anh đi, là cái mùi thúi nó bay vô mặt em, phải không dám nói là phải quên. Thời gian mai mốt phải rút kinh nghiệm nha, phải lấy khẩu trang để mà tỏ tình hả. Còn những biểu hiện gì nữa không? Rất là trẻ trâu luôn. Đầu tiên là lên trên mạng thôi. Bây giờ anh sẽ quyết định rồi, anh sẽ mua một cây kiếm Nhật về. Làm gì vậy? Thằng nào đụng tới em anh chém chết nó. Ủa để làm chi? Đâu ai mượn thể hiện. Rồi xong, ba dấu hiệu nhận biết đầu tiên nè em hỏi tên anh đi, nguyên cái quận này ai cũng biết anh hết. Hỏi ra không ai biết. Trời ơi, hỏi tên tất cả chém đi ai cũng biết anh, hỏi ra không một ai biết hết. Rồi cái thứ hai nữa, mỗi lần mà ai mà thí dụ em đi ngoài đường không, còn ai mà giống như là đụng vô chân em hay gì á, lỡ như chạy ngang quẹt ngang, mày sao? Vậy dí theo mày muốn sao, dí theo mày hả, mày mới dám đụng vợ tao hả, nó chọn cái gì á, nó làm cái gì
đó, lỡ quẹt chúng nó đụng tới em mà phải giết nó. Xong rồi hả, rồi thêm một cái nữa, người ta đi ra ngoài đường, ví dụ như là người ta nói tới ảnh, ảnh im, anh im xong về mới nói tại nãy anh im thôi, anh mà lên tiếng mà mệt cũng đó, đó đâu dám đụng nó, người ta nói im re à. Lúc mà người ta nói im re tới khi về nhà mới bắt đầu thiệt, anh mà lên tiếng mà nó mệt với anh là sao, lúc đó không lên tiếng thì về mới thể hiện. Em đi với chồng em ngoài đường em rất là sợ, thí dụ như đi với một người mà cao to lực lưỡng mà hả, chồng em, chồng em mà chửi người ta đi, mình sẽ nghĩ là ờ giờ mày chết với tao, mày chết với chồng tao rồi. Còn đi với chồng em mà lên tiếng nha, người ta quay qua nhìn một cái rồi thôi chạy đi ba, nó quýnh hai đứa bây giờ hơn ở sợ muốn chết luôn. Đáng yêu quá à. Thì bây giờ mới 21 tuổi thôi mà, phải là trẻ trâu thôi chứ sao nuốt giai đoạn được, đúng không? Dạ. Đó, rồi có có lén hút thuốc này kia nọ không? Trẻ trâu thường hay thể hiện dạ chứ. Dạ có lén hút thuốc. Lúc đó là em đang mang bầu, em nói là bây giờ vợ mang bầu rồi đừng có hút thuốc nữa nha. Anh hứa với em luôn, anh thề anh không bao giờ anh đụng tới một điếu thuốc nào. Xong tối hôm đó, dụ cho em ngủ trước. Thường là anh bấm điện thoại anh chứa buồn ngủ, xong rồi em ngủ trước. Lén xuống nhà hút thuốc. Xong rồi đi lên trên phòng, xui quá, lén em mà xui quá đụng trúng cái bàn nghe cái đùng. Xong rồi em mở mắt ra vậy em nhìn, xong rồi em vẫn ráng hí lại, xong rồi cái chồng em lại nhìn em, ồ nó ngủ rồi. Xong rồi em nghe mùi thuốc, trời ơi em tái một cái bóp, mặt giận quá trời giận. Bỏ luôn chưa? Dạ, bỏ không. Ủa em, nhưng mà lúc mà vợ em có bầu có thay đổi tính nết, tâm tính gì không? Dạ, vậy em thay đổi nhiều lắm mà. Chỉ là cần làm một cái gì đó sai nhỏ nhỏ thôi là nghe chửi, nghe đập rồi. Thường là những người phụ nữ khác là vợ giận là chồng quay bay lại ôm hung đủ thứ năn nỉ là người ta sẽ bớt giận, còn vợ em, duyên vợ em thì càng ôm càng quýnh, càng năn nỉ càng đập, cứ thôi vợ ơi xin lỗi mà mày, xin lỗi mày biến ở đâu, trời đập kinh khủng luôn, cứ ôm vô là đập, cứ ôm vô là đập. Cái lý do sâu xa là gì? Thí dụ ôm rồi im im lặng đi, ông nói vợ bỏ qua cho anh đi. Phà cái hơi rồi đó. Tại vì tụi em đều là hai đứa trẻ đó, thành ra là chắc chắn là từ cái chuyện mà sống chung với nhau nè, rồi đến chuyện mà có bầu á, bắt đầu em bé nó từ từ nó lớn lên á, rồi cơ thể vợ thay đổi này kia nọ, đều là một cái sự ngạc nhiên và khám phá, đúng không? Dạ. Thường người ta là vợ mang bầu, người ta sẽ, chồng người ta sẽ lại nói chuyện với con hay là sờ bụng gì đó. Em là toàn phải giới tay nó đặt vô bụng không à. Xong rồi tới khi nó thấy con đạp chỗ ghê quá em, ghê quá. Làm sao không bao giờ nói chuyện với con. Hỏi sao anh không nói chuyện với con đi, con trong bụng nó nghe nó là hiểu đó. Xong rồi anh biết nói gì đâu, nói gì giờ, hello con. Xong hết. Không nói gì nữa, đó cũng không sờ bụng không gì hết. Xong em cảm thấy trời sao tự nhiên cứ chồng gì mà giờ có con chán quá vậy. Sao chồng gì mà không có tương tác gì với con cái hết trơn. xong rồi cái hả, mấy kiểu lúc đó cũng chán, nghĩ cho trời lấy mấy thằng mà con nít giờ tự nhiên không biết sao thấy cảm thấy giống như là mình lúc nào cũng phải gồng lên vậy đó, mình lúc nào cũng phải là chỗ dựa cho chồng mình. Chứ chồng mình không phải là chỗ dựa cho mình. Sao lúc mà vợ mang bầu á, rồi có thay đổi từ cơ thể cho tới cái tâm tính vậy đó, em ngạc nhiên không? Dạ. Em thấy mắc cười không? Dạ không, em có tìm hiểu nên là em thông cảm. Ừ. Dạ, mà phụ nữ có bầu là gay gắt lắm, dữ lắm. Rồi có bắt em phải nhịn nhịn đói, nhịn khát không? Dạ có chứ, vợ em là dữ ghê lắm, năm trời. Là bắt nhỏ nhịn đói, nhịn khát luôn hả? Dạ, nhịn tới nỗi mà giống như lâu lâu em có những cái cử chỉ mà thân mật dữ quá, cái ảnh tưởng là cho ảnh làm hay gì đó. Em trời, em cho thiệt hả? Nghĩ sao cho vậy cha? Tái chưa? Ê, thương quá, thân phận làm chồng của em thật rồi, đáng thương. Mà vui không? Lấy vợ vui không? Dạ vui. Bị đánh là vui đúng không? Đánh vẫn vui. Đánh cảm thấy là vui. Trời ơi. Ủa con em năm nay bây giờ là bao nhiêu tháng? Dạ một tháng. Một tháng. Mới có một tháng thôi. Chà, là vẫn còn con bắt nhịn đó. Dạ vẫn còn bắt nhịn đó. Tới giờ phút này luôn đó. Tại vì em sinh mổ mà. Ồ. Thực ra là đâu có cần thiết phải bắt nhịn dữ vậy trời. Tuổi này còn nhỏ mà. Những cái tháng đầu tiên cho đến tháng thứ ba coi như là tạm thời nhịn, nhưng mà đến từ tháng thứ ba trở đi á là bình thường. Bình còn, thường mà còn một tháng như là cho hai đến tháng, tháng nữa. Thứ bảy, tháng thứ còn tám, hai tháng nữa gán đi Khánh, anh nghĩ em không sẽ làm được. Nhưng mà phải nhịn là sau khi sanh thì bắt buộc, cái đó là mình phải ấy để mình kiên cử cho cái người phụ nữ. Nhưng mà trong thời gian mà em mang bầu á, em không cần thiết phải bắt chồng nhịn, là tại vì á khi mà hai vợ chồng vẫn có cái mối quan hệ là em bé rất là tốt luôn. Thiệt. Rất là tốt cho em bé luôn. Nói vậy để đứa sau đừng bắt nó nhịn nó tội. Em nói thật lòng đi, trong cái thời gian qua là em bị vợ bạo hành như vậy đó, thì
thật sự là em có cảm thấy bị tổn thương không hay là em rất là hạnh phúc? Dạ em thấy vui. Tại vì ngày nào không quýnh là em thấy buồn lắm, thấy trời nhạt quá. Ngày hôm nay nhạt quá, em phải làm cái gì đó để chọc vợ em cho vợ em quýnh. Trời ơi. Rồi bây giờ tới em đó, hot space này có thật xấu không? Dạ vợ em thì ít lắm mà. Em chỉ có là hung dữ thôi, tính đàn ông thôi. Còn mọi cái thì cứ thiếu cái gì là mua sắm rồi đầy đủ cho con cái rồi chồng rồi đủ thứ hết á. Chỉ có là tính tình là bộc trực và hay giống như là hay có hay nổi nóng không? Dạ có, vợ em nóng lắm. Vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì không? Dạ em muốn vợ em lâu lâu dịu dàng nữa. Lâu lâu dịu dàng với em phải không? Dạ. Cái thời gian dịu dàng vợ em đối với em chỉ tính bằng giây thôi. Trời thấy thương không? Tội nghiệp bé. Thường thì cái tuổi này đúng là cái tuổi mà ăn chưa no, lo chưa dạ, tới. Dạ. Thành ra là lấy nhau thì chắc chắn là chưa có thể nào mà như những cặp vợ chồng người ta trưởng thành được. Điều đó là chắc chắn. Nhưng mà rất may mắn là tụi em có ông bà nội, rồi bên ngoại nữa. Bà ngoại nữa. Thì nó cũng có những cái điều nó hạn chế, nhưng cũng có những cái điều lại là thuận lợi. Tranh thủ cái lúc mà ông bà vẫn còn sức khỏe để mà lo giùm cho con mình á. Thì hai đứa tạo dựng sự nghiệp, nhất là em á. Học đến nơi đến chốn rồi là phải có cái sự nghiệp. Người đàn ông mình phải cố gắng, mình chững chạc, mình phải là trụ cột. Chắc chắn bây giờ thì chưa thể nào làm được ngay đâu, nhưng mà cái hướng tới là phải như vậy, phải hoạch định như vậy. Rồi chúc tụi em hạnh phúc nha. Cảm ơn.